đức giáo hoàng francisco cho biết các phong trào kín phải bị xóa bỏ bởi chúng không thuộc giáo hội đức thánh cha francisco đến trước cửa hội trường thượng hội đồng ở vatican nơi đức hồng y kevin farrell tổng trưởng bộ giáo dân gia đình và đời sống đang đợi ngài khi vào bên trong đức thánh cha được chào đón bằng tràng pháo tay từ những người tham dự cuộc họp thường niên với các nhà lãnh đạo của phong trào giáo hội trong diễn từ của mình ngài chỉ ra rằng các vong trào kín phải bị xóa bỏ vì chúng không phải là giáo hội sau đó ngài nêu ra một số câu hỏi để suy ngẫm đức thánh cha Francisco nói Chúa muốn gì ở tôi Chúa muốn gì ở chúng ta vào thời điểm này trong hoàn cảnh này những gì tôi nghĩ đến những gì chúng ta nghĩ đến với tư cách là một nhóm có thực sự là suy nghĩ của Chúa không chúng ta hãy nhớ rằng nhân vật chính của hành trình thượng hội đồng là chúa thánh thần chứ không phải chúng ta những người tham dự đến từ 95 trong số 117 nhóm giáo hội được tòa thánh công nhận chủ đề chính của cuộc họp là tính đồng nghị